Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 26. Ngươi hãy dùng 10 bức màn mà làm đền tạm, màn dệt bằng vải gai mịn, chỉ tím, đỏ điều và đỏ sậm, có thêu các hình cherubim cực xảo. Mỗi bức màn bề dài 28 thước, bề rộng 4 thước. Các bức đều đồng cỡ với nhau. Mỗi 5 bức màn sẽ kết dính lại nhau. Ngươi hãy thắt vòng chỉ tím nơi chiên của bức màn thứ nhất ở đầu bức nguyên, và cũng làm như vậy cho đầu chót của bức màn cuối trong bức nguyên thứ nhì. Lại làm 50 cái vòng cho bức màn thứ nhất và 50 cái vòng nơi đầu chiên bức nguyên thứ nhì. Các vòng hai bên sẽ đối nhau. Cũng hãy làm 50 cái móc bằng vàng, rồi móc bức nguyên này qua bức nguyên kia, hầu cho đền tạm kết lại thành một. Ngươi cũng hãy kết 11 bức màn bằng lông dê để dùng làm bông che trên đền tạm. Bề dài mỗi bức màn 30 thước, bề rộng 4 thước, 11 bức đồng một cỡ với nhau. Ngươi hãy kết 5 bức màn này riêng ra và 6 bức màn kia riêng ra, nhưng hãy gấp đôi bức màn thứ 6 ở trước đền tạm. Lại thắt 50 cái vòng nơi chiên màn thứ nhất, ném về cuối của bức nguyên thứ nhất, và 50 cái vòng nơi chiên màn của bức nguyên thứ nhì. Cũng làm 50 cái móc bằng đồng móc vào vòng, rồi hiệp cái bông lại để nó thành ra một. Nhưng còn dư, tức là phân nửa của bức màn dư trong bức bông nguyên, thì sẽ xủ xuống phía sau đền tạm. Phần bề dài dư trong các bức màn của bông, bên này một thước, bên kia một thước, thì sẽ xủ xuống hai bên hông đền tạm đặng che vậy. Ngươi hãy làm một tấm lá phủ bằng da chiên được nhuộm đỏ để trên bông, và kết một tấm lá phủ bằng da cá nược đắp lên trên nữa. Ngươi cũng hãy làm những ván cho vách đền tạm bằng cây si tim, mỗi tấm trường 10 thước, hoành 1 thước rưỡi, có hai cái mộng liền nhau. Hết thảy các tấm ván vách đền tạm ngươi cũng sẽ làm như vậy. Về phía nam đền tạm, ngươi hãy làm 20 tấm ván. Dưới 20 tấm ván hãy đặt 40 lỗ mộng bằng bạc, cứ hai lỗ mộng ở dưới để chịu hai cái mộng của mỗi tấm ván. Lại hãy làm 20 tấm ván về phía bắc đền tạm và 40 lỗ mộng bằng bạc, cứ dưới mỗi tấm có hai lỗ mộng. Ngươi cũng hãy làm 6 tấm ván về phía sau đền tạm, tức là về hướng tây. Về hai góc phía sau đền tạm phải làm 2 tấm ván khít nhau từ dưới chí trên bởi một cái khoen ở nơi đầu. Hai cái góc đều làm như vậy. Thế thì có 8 tấm ván và 16 lỗ mộng bằng bạc, cứ hai lỗ mộng ở dưới mỗi một tấm ván. Lại, ngươi hãy làm 5 cây xà ngang bằng gỗ si tim cho những tấm ván về phía bên này, 5 cây xà ngang về phía bên kia, và 5 cây xà ngang khác nữa về phía sau của đền tạm, tức là hướng tây. Cây xà ngang giữa sẽ ở về thân giữa những tấm ván, chạy suốt từ đầu này đến đầu kia. Cũng hãy lấy vàng bọc ván cùng xà ngang và làm những khoen bằng vàng đặng xỏ các cây xà ngang. Ngươi phải dựng đền tạm y như kiểu đã chỉ cho ngươi trên núi vậy. Ngươi hãy làm một bức màn bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, có thêu những hình cherubim cực xảo, rồi xủ màn đó trên 4 trụ bằng cây si tim bọc vàng, dựng trên 4 lỗ trụ bằng bạc. Các móc trụ đều bằng vàng. Ngươi sẽ treo màn đó vào móc dưới bức bông, rồi ở phía trong màn để hòm bản chứng. Màn này dùng phân biệt cho các ngươi nơi thánh và nơi chí thánh. Đoạn, hãy để cái nắp thi ân trên hòm bản chứng đặt trong nơi chí thánh. Bên ngoài bức màn về phía bắc đền tạm thì để cái bàn, còn cây chân đèn thì để về phía nam, đối ngang cây bàn. Về cửa trại, ngươi hãy làm một bức màn bằng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, vải gai đậu mịn có thêu cực xảo, rồi làm cho bức màn này 5 cái trụ bằng cây si tim bọc vàng, đinh nó cũng bằng vàng, và đúc 5 lỗ trụ bằng đồng.
chương 27. Ngươi cũng hãy đóng một bàn thờ bằng cây si tim hình vuông, 5 thước bề dài, 5 thước bề ngang và bề cao 3 thước. Nơi 4 góc bàn thờ hãy làm sừng ló ra và bọc đồng. Những đồ phụ tùng của bàn thờ thì hãy làm bằng đồng: bình đựng tro, vá, ản, nĩa và bình hương. Lại làm cho bàn thờ một tấm rá bằng lưới đồng, và nơi 4 góc rá làm 4 cái khoen bằng đồng, rồi để rá đó dưới thành bàn thờ, từ dưới chân lên đến nửa bề cao. Cũng hãy chuốt đòn khiêng bàn thờ bằng cây si tim bọc đồng, rồi xỏ vào những khoen. Khi khiêng đi, đòn sẽ ở 2 bên bàn thờ. Bàn thờ sẽ đóng bằng ván, trống bọng, làm y như đã chỉ cho ngươi trên núi vậy. Ngươi cũng hãy làm cái hành lang cho đền tạm. Về phía nam của hành lang, làm bố vi bằng vải gai đậu mịn dài 100 thước, cùng 20 cây trụ và 20 lỗ trụ bằng đồng, đinh và nuông trụ thì bằng bạc. Về phía bắc cũng vậy, bố vi đó có 100 thước bề dài, 20 cây trụ và 20 lỗ trụ bằng đồng, đinh và nuông trụ thì bằng bạc. Bố vi của hành lang về phía tây có 50 thước bề dài, 10 cây trụ và 10 lỗ trụ. Bề ngang của hành lang phía trước, tức là phía đông, có 50 thước. Phía hữu có 15 thước bố vi, 3 cây trụ và 3 lỗ trụ. Phía tả có 15 thước bố vi, 3 cây trụ và 3 lỗ trụ. Còn cửa hành lang có một bức màn dài 20 thước bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, có thêu, cùng 4 cây trụ và 4 lỗ trụ. Hết thảy trụ xung quanh hành lang đều sẽ có nhờ nuông bạc chắp lại với nhau. Đinh trụ thì bằng bạc, lỗ trụ thì bằng đồng. Bề dài của hành lang được 100 thước bề ngang, mỗi phía 50 thước, bề cao 5 thước. Bố vi sẽ bằng vải gai đậu mịn, còn những lỗ trụ thì bằng đồng. Hết thảy đồ phụ tùng dùng về các việc phụng sự trong đền tạm, cùng cây nọc của đền tạm và cây nọc của hành lang đều sẽ làm bằng đồng. Ngươi hãy truyền cho dân Israel đem đến dầu lọc olive ép, đặng thắp đèn cho đèn sáng luôn luôn. Trong hội mạc, ở ngoài màn, trước hòm bản chứng, Aaron cùng các con trai người sẽ lo sửa soạn đèn, hầu cho trước mặt Đức Giê-hô-va đèn cháy luôn luôn từ tối cho đến sáng. Ấy là một luật đời đời cho dòng dõi dân Israel phải giữ. Chương 28. Trong vòng dân Israel, ngươi hãy chọn Aaron anh ngươi cùng các con trai người là Nadab, Abihu, Eleasa và Ithama lập lên làm chức tế lễ trước mặt ta. Ngươi hãy chế bộ áo thánh cho Aaron anh ngươi để người được vinh hiển trang sức. Hãy truyền cho hết thảy kẻ thông minh là người ta đã ban cho đầy tính trí huệ, chế bộ áo cho Aaron, đặng biệt người riêng ra thánh, hầu cho người làm chức tế lễ trước mặt ta. Đây là bộ áo mà họ sẽ chế: bản đeo ngực, ephod, áo dài, áo lá trong thêu, mũ và đai. Thế thì họ sẽ chế bộ áo thánh cho Aaron anh ngươi cùng các con trai người, để các người đó làm chức tế lễ trước mặt ta. Họ sẽ dùng kim tuyến, chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai mịn. Họ sẽ chế ephod bằng kim tuyến, chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai đậu mịn thêu cực xảo. Hai bên ephod làm 2 đai vai, đâu đầu vào ephod. Đai để cột ephod ở phía ngoài sẽ làm nguyên miếng một, cũng như công việc ephod, bằng kim tuyến, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai đậu mịn. Ngươi hãy lấy 2 viên bích ngọc mà khắc các tên con trai Israel ở trên. 6 tên trên viên bích ngọc này, 6 tên trên viên bích ngọc kia, tùy theo thứ tự ngày sinh của họ. Phải khắc các tên con trai Israel trên 2 viên bích ngọc đó như cách của thợ khắc con dấu và khảm trong khuôn bằng vàng. Đoạn gắn 2 viên bích ngọc đó trên 2 đai vai ephod dùng làm ngọc kỷ niệm về con cháu Israel. Aaron sẽ mang tên của họ trên 2 vai mình làm kỷ niệm trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngươi cũng hãy làm móc gài bằng vàng, đánh 2 sợi chuyền nhỏ bằng vàng ròng như hình dây, rồi để chuyền đánh như thế vào móc gài.
bản đeo ngực về sự xét đoán ngươi cũng phải làm cho cực xảo y như ephod, tức là bằng kim tuyến, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai đậu mịn. Bản đeo ngực hình vuông và may lót, bề dài một em bang, bề ngang một em bang. Ngươi hãy gắn 4 hàng ngọc vào bản đeo ngực. Hàng thứ nhất, gắn ngọc mã não, ngọc hồng bích và ngọc lục bửu. Hàng thứ nhì, ngọc phỉ túy, ngọc lam bửu và ngọc kim cương. Hàng thứ ba, ngọc hồng bửu, ngọc bạch mã não và ngọc tử tinh. Hàng thứ tư, ngọc huỳnh bích, ngọc hồng mã não và bích ngọc. Các ngọc này sẽ khảm vào khuôn bằng vàng. Số các ngọc đó hết thảy là 12 viên, tùy theo tên các con trai Israel. Trên mỗi viên ngọc sẽ khắc tên của một trong 12 chi phái Israel, như người ta khắc con dấu vậy. Ngươi hãy làm các sợi chuyền bằng vàng ròng đánh như hình dây, chuyền trên bảng đeo ngực, rồi làm hai khoanh bằng vàng để ở hai góc đầu trên bảng, cùng cột hai sợi chuyền vàng vào hai khoanh nơi hai đầu bảng, và hai đầu sợi chuyền cột vào móc gai. Đoạn, gắn trên hai đai vai ephod về phía đằng trước ngực. Ngươi cũng hãy làm hai cái khoanh bằng vàng nữa để vào hai góc đầu dưới của bảng đeo ngực về phía trong ephod. Lại làm hai khoanh khác nữa bằng vàng gắn vào hai đầu dưới đai vai ephod ném về phía trước ở trên đai gần chỗ giáp mối. Rồi một sợi dây màu tím sẽ cột hai cái khoanh của bảng đeo ngực lại cùng hai cái khoanh ephod, hầu cho nó dính với đai, đừng rớt khỏi ephod. Thế thì khi nào Aaron vào nơi thánh sẽ mang trên lòng mình tên các con trai Israel nơi bảng đeo ngực về sự xét đoán, đặng giữ làm kỷ niệm luôn luôn trước mặt Đức Giê-hô-va. Trên bảng đeo ngực của sự xét đoán, ngươi hãy gắn Urim và Thumim vào, đặng khi Aaron đến trước mặt Đức Giê-hô-va thì các món đó sẽ ở trên lòng mình. Ấy vậy, trước mặt Đức Giê-hô-va, Aaron sẽ mang sự xét đoán của con trai Israel trên lòng mình luôn luôn. Ngươi cũng hãy may áo dài của ephod toàn bằng vải tím. Ở giữa áo có một lỗ tròng đầu vào, viền chung quanh, dệt như lỗ áo giáp mặt lưới để cho khỏi tét. Nơi biên dưới, hãy thắt trái lựu màu tím, đỏ điều, đỏ sậm, cùng chuông vàng nhỏ đương tréo nhau ở vòng theo viền. Nghĩa là một cái chuông rồi kế một trái lựu ở vòng khắp chung quanh viền áo. Khi Aaron hầu việc tế lễ, sẽ mặc áo đó, và khi vào hay ra nơi thánh trước mặt Đức Giê-hô-va, người ta sẽ nghe tiếng chuông vàng nhỏ và Aaron khỏi chết vậy. Ngươi cũng hãy làm một cái thẻ bằng vàng ròng, trên đó khắc như người ta khắc con dấu rằng thánh cho Đức Giê-hô-va. Rồi lấy một sợi dây màu tím buộc thẻ đó để trên đằng trước cây mũ. Thẻ đó sẽ ở trên trán Aaron. Aaron gánh tội lỗi của dân Israel phạm trong khi họ dâng của lễ thánh. Thẻ đó sẽ ở nơi trán Aaron luôn luôn để dân sự được đẹp ý Đức Giê-hô-va. Ngươi hãy chế một cái áo lá mặt trong bằng vải gai mịn, một cái mũ bằng vải gai mịn và một cái đai thêu. Ngươi cũng hãy chế cho các con trai Aaron áo lá, đai và mũ, hầu cho họ được vinh hiển và trang sức. Đoạn, hãy lấy các bộ áo đó mặc cho Aaron anh ngươi cùng các con trai người. Hãy sức dầu cho, lập và biệt riêng ra thánh để họ làm chức tế lễ trước mặt ta. Hãy chế cho họ quần lót trong bằng vải gai, đặng che sự lõa lồ, mặc từ ngang lưng quần cho đến bắp vế. Aaron cùng các con trai người sẽ mặc quần đó trong khi vào hội mạc hay là đến gần bàn thờ đặng làm việc tế lễ trong nơi thánh thì chẳng mắc tội và chẳng chết đâu. Ấy là một mạng lệnh đời đời cho Aaron và dòng dõi người. Chương 12. Hỏi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về các sự ban cho thiêng liêng. Anh em biết khi mình còn là người ngoại đạo, bị khuyên dỗ hướng về các thần tượng câm, tùy ý người ta dẫn dụ mình. Bởi đó, tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm thánh linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giê-xu đáng nguyền rủa. Nếu không cảm Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa. Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là đấng làm mọi việc trong mọi người.
Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy. Vì chưng chúng ta hoặc người Juda, hoặc người Greek, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng, vì ta chẳng phải là tay, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng, vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? Vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng, ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng, ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối, lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trau dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Và anh em là thân của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần ấy. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao? Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ, tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn. Chương 13. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật.
tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn. Song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Ngày nay, chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ. Đến bấy giờ, chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay, tôi biết chưa hết. Đến bấy giờ, tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Nên, bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Thi Thiên thứ 10. Đức Giê-hô-va ơi, vì cớ gì Ngài đứng xa? Lúc gian truân tại sao Ngài ẩn mình đi? Kẻ ác vì lòng kiêu ngạo hăm hở rượt theo người khốn cùng. Nguyện chúng nó phải mắc trong mưu trước mình đã toan. Vì kẻ ác tự khoe về lòng dục mình, kẻ tham của từ bỏ Đức Giê-hô-va và khinh dễ Ngài. Kẻ ác bộ mặt kiêu ngạo mà rằng, Ngài sẽ không hề hạch hỏi. Chẳng có Đức Chúa Trời, kia là tư tưởng của hắn. Các đường hắn đều may mắn luôn luôn. Sự đoán xét của Chúa cao quá, mắt hắn chẳng thấy được. Hắn chê hết thảy kẻ thù nghịch mình. Hắn nghĩ rằng, ta sẽ chẳng lay động, ta sẽ không bị tai họa gì đến đời đời. Miệng hắn đầy sự nguyền rủa, sự giả dối và sự gian lận. Dưới lưỡi nó chỉ có sự khuấy khỏa và gian ác. Hắn ngồi nơi rình rập của làng, giết kẻ vô tội trong nơi ẩn khuất. Con mắt hắn dòm hành người khốn khổ. Hắn phục trong nơi kín đáo như sư tử trong hang nó. Hắn rình rập đặng bắt người khốn cùng. Khi hắn kéo kẻ khốn cùng vào lưới mình thì đã bắt được nó rồi. Hắn chùm hum và cúi xuống, kẻ khốn khổ sa vào vấu hắn. Hắn nghĩ rằng Đức Chúa Trời quên rồi, Ngài đã ẩn mặt sẽ không hề xem xét. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy trỗi dậy. Hỡi Đức Chúa Trời, hãy giơ tay Ngài lên, chớ quên kẻ khốn cùng. Vì cớ sao kẻ ác khinh dễ Đức Chúa Trời và nghĩ rằng Chúa sẽ không hề hạch hỏi? Chúa đã thấy rồi, vì Chúa xem xét sự bạo tàn và sự độc hại, để lấy chính tay Chúa mà báo trả lại. Còn kẻ khốn khổ phó mình cho Chúa, Chúa là đấng giúp đỡ kẻ mồ côi. Hãy bẻ gãy cánh tay kẻ ác và tra tìm sự gian ác của kẻ dữ cho đến không còn thấy gì nữa. Đức Giê-hô-va làm vua đến đời đời vô cùng. Các ngoại bang bị diệt mất khỏi đất của Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã nghe lời ước ao của kẻ hiền từ, khiến lòng họ được vững bền và cũng đã lắng tai nghe, đặng xét công bình việc kẻ mồ côi và người bị hà hiếp, hầu cho loài người vốn bởi đất mà ra không còn làm cho sợ hãi nữa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài.
Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.